thứ hai ngày 23 tháng 8 thánh Vitalima Quỳnh Đức, thứ ba ngày 24 tháng 8 thánh Bartolomeo Tông đồ Đệ Kính, thứ tư ngày 25 tháng 8 thánh Luki và thánh Xe Calata Quỳnh Đức, thứ sáu ngày thánh Đức Monica. Và thứ bảy thánh Agustino Giám Tiến sĩ thánh, thứ nhật 29 tháng 8 thứ nhật 22 tháng 10. Sau đây là những ý đề chiều nay, một người đến lễ cầu cho Tina đi lễ cầu được bà Na xin chúa ở trên này và thánh trên tay là một người bạn xin một lễ cầu cho cháu ngoài đi xin được bà Na trong tay chúa và mẹ Maria. Một người đi lễ cầu các linh hồn mồ côi gia đình hiệp thủy xin ba lễ hai lễ cầu với linh hồn cha cô Pedro Linh Quế, một lễ cầu với linh hồn Linh Xe lễ chỗ. Một người đi lễ cầu cho linh hồn thầy cả qua lo mình ta cũng mất quỳnh và cầu cho linh hồn cô ma người qua đời. Một người đi lễ cầu cho linh hồn Teresa Avila mới qua đời ở Việt Nam. Một người xin hai lễ, một lễ tạ ơn Chúa Đức Mẹ đến cả chúng ta đã ban cho qua cuộc đời học lý đến Quảng An và một lễ cầu cho linh hồn cô ma Joan Luce Maria và Teresa. Một người đi một lễ tạ ơn Chúa Đức Mẹ và tất cả chúng ta đã nhận lời cầu xin của con cũng sống phận con phát chết và cơn dịch Covid. Và đây là lời đề cả cô tuyết xin lễ lễ tên cho linh hồn Maria Mai Thị Hà. Gia đình Nguyễn Đào xin lễ cầu cho Việt Nam sớm vượt qua khỏi đại dịch, cho các linh hồn thiên nhân tại gia đình được bình an. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Teresa mới qua đời ở Việt Nam. Gia đình Phạm Phú xin hai lễ, một lễ cầu cho mẹ là linh hồn Maria và một lễ cầu nguyện cho mẹ là linh hồn Anna. Gia đình anh Chi Chê Liệt xin lễ cầu cho chị là linh hồn Teresa Nguyễn Thị Hồng mới qua đời ở Việt Nam. Gia đình Vương Đạt xin lễ cho ba mẹ là linh hồn Pedro và linh hồn Marta. Cô Thành xin lễ cầu cho linh hồn Isidro và Rosa. Một người xin lễ cầu cho hai linh hồn Pedro và Anna và các linh hồn. Một người xin lễ cầu cho linh hồn Maria được qua đời tại Westminster. Teresa và xin lễ cầu cho ba mẹ là linh hồn Paulo được thứ hai và linh hồn Magdalena de Kinh. Một người xin lễ cầu cho linh hồn là Maria. Một người xin lễ một lễ cầu cho bố mẹ là linh hồn Maria và Fabiola. Một lễ cầu cho linh là linh hồn Maria. Một lễ cầu cho các linh hồn nơi địa ngục và một lễ cầu xin mẹ Maria cho các con cảm nhận Chúa. Và nguyện xin bố mẹ một lễ dỗ cho mẹ là linh hồn Maria, cho bố là linh hồn Gabriel, một lễ cầu với gia đình và toàn an và công an việc làm được tốt đẹp, một lễ cầu với ông bà tổ tiên.
Thank you.
và với những nghi lễ vừa rồi chúng ta xin bày lên cầu nguyện cho các linh hồn tiền nhân và một với chư phụ xin lễ cầu cho linh hồn bên trên đê nhân hiển diệu. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em thân mến, cùng với toàn thể giáo hội chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ 21 mùa quanh năm. Lời Chúa trong Chúa Nhật này nhắc nhở cho chúng ta về giá trị thật của lời Thiên Chúa. Lời đấy là lời hằng sống, lời đấy là lời sáng tạo. Nhưng chúng ta phải có một thái độ cương quyết như gia đình của Giô-suê, sẵn sàng đón nhận và lắng nghe lời Thiên Chúa và tin theo lời ấy như lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai, thầy mới có những lời ban sự sống. Chúng ta cùng sốt sắng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho Tổ quốc Việt Nam và cho đất nước Hoa Kỳ mà nơi chúng ta đang sinh sống. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống vốn. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến để cứu độ trần gian. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa để truyền cầu cho chúng.
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để giàu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiệp trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Trong những ngày ấy, Chúa xin triệu tập tất cả các linh hồn và chi môn. Tôi gọi các người nào các người đứng ra bằng con nắng như con người và học đứng trước mặt Thiên Chúa. Chúa sẽ lời nói với toàn dân như thế này: nếu các người không muốn tôn thờ Thiên Chúa thì cho các người một trò. Hôm nay các người hãy tùy ý chọn phải tôn thờ hai ngôi, hoặc là các thần giao các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, và các thần các ngươi xứ Amore nơi các ngươi là. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa. Nên cả thần rằng không thể có được nó chúng tôi bỏ phố và tôn thờ Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Người đã làm những việc gì để giải thể trước mặt chúng tôi và đã nhìn thấy chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi. Dưới tất cả mọi nhân dân chúng tôi đã đi qua, Chúa đã dẫn dắt tất cả những nhân đó, cũng như những người theo ngôi nhà trên toàn đất chúng tôi đã đi qua. Đó là Chúa. Thank you.
thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và bó mình vì Hội Thánh, để Hội Thánh, để thánh hóa Hội Thánh. Khi người dùng nước và lời hàng sống rửa sạch Hội Thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một Hội Thánh vinh quang, không biết kêu, không ngang nghêu hay phải làm điều gì khác tương tự. Nhưng thánh điện và mẹ tuyền cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó như Đức Kitô đối với Hội Thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân xác người, rau xương thịt người. Bởi thế, người ta vì họ cha mẹ mình là kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Đó là lời Chúa. Được sinh ra lớn lên và tự hạnh trong bảy kinh tích
chuỗi một ơn phúc của Thiên Chúa. Thế anh chị em có nhớ là yếu tố quan trọng nhất, yếu tố quan trọng nhất là có mấy yếu tố nó cộng thành một như thế. Có mấy yếu tố quan trọng nhất để nó cấu thành làm thành một như thế là mấy yếu tố. Ngày xưa thì chúng ta học là hỏi bí tích nghĩa là làm sao. Thưa, bí tích là giống chỉ về ngoài, như giống chỉ hữu hiệu đấy, qua cái giống chỉ lý, chúng ta mang về trong. Chúng ta đã biết là như bây giờ có mấy cái yếu tố quan trọng nhất nó cấu thành nên một cái bí tích mà không có đâu được. Hai yếu tố nó cấu thành một bí tích, yếu tố vật chất và yếu tố thứ hai quan trọng hơn là lời đọc. Lời đọc và vật chất. Ví dụ như bí tích trở thành vật chất là nước. Linh mục vừa đổ nước trên đầu người ta tắm, người dự phòng và đọc: ta gửi con nhân danh cha và con toàn thành thần. Bí mật hai yếu tố chính yếu đến mức độ mà khi mà có việc vội ý với đâu không cần làm người khác đâu, chỉ cần bất cứ một người kêu thôi, nhưng nào chỉ cần lấy nước đổ ra đầu của cái người đấy và đọc: ta gửi con nhân danh cha và con toàn thành thần, xong đâu cần thêm gì nữa đâu, phải không ạ? Hai cái yếu tố chính bí tích thánh thể thì yếu tố nào làm bí tích thánh thể? Hai cái vật liệu là vật chất và lời đọc của linh mục. Lời đọc của linh mục thì bí tích giải tội. Thì yếu tố vật chất là cái gì? Là tội. Khi mà chúng tội ra, cha con đã phạm tội này và sau đó linh mục báo cha nhân dân cha và con và thành thần. Bất cứ một yếu tố nào, bí tích nào, hai yếu tố đấy nó cấu thành lên cái bí tích và sinh ơn đến chúng ta. Sinh ơn đến chúng ta. Lời đọc là quan trọng. Tại sao lời là quan trọng? Chẳng những cái lời mà linh mục đọc đi cử hành bí tích đó, nó không phải là lời mà linh mục, mà nó là lời quyền năng của Chúa. Linh mục chỉ là cái thừa tác cái cử hành cái bí tích linh mục. Linh mục là an te Christus, là cái chúa kitô thứ hai, hành động nhất danh chúa Giêsu Kitô. Cái lời đọc nó có cái giá trị như vậy, cho nên khi mà vị linh mục đọc ta tha tội cho con nhân danh cha và con và thánh thần, người nào đã bảo cha phong ông bằng tuổi cháu của tôi, tại sao ông dám nói câu đấy? Tôi nói anh trăm tuổi. Cái lời đó không phải là lời của Thầy Hồng Linh Chúa, mà là lời của Chúa qua cái bí tích đấy. Và cái bí tích đấy hành động, Chúa Giêsu hành động trong bí tích đấy. Và cái lời tuyệt năng đấy nó thanh tịnh và nó làm cho chúng ta được sống. Ở trong cái ước đó, chẳng hạn như là ông vua, ông tên là Nama, vị vua xứ Syria, ông đang bị cái bệnh phong ngủ. Thế thì khi mà ông đang bị bệnh hết thuốc chữa rồi, mà ông làm vua, ông đã làm vua thì ông có quyền hơn chúng ta nhiều lắm. Vật chất, quyền hành, quân đội, cái gì cũng có trong tay. Thế mà ông bỏ tay chính bản thân của mình không làm gì nữa. Nhiều khi chúng ta cứ thế lần lần là ông ta vậy, cứ tưởng là cứ có tiền, có quyền, có tất cả mà làm là mọi thứ, mà đâu có phải như vậy. Ông không làm được cái gì hết đấy. Bệnh quá, rồi đi hỏi thầy thuốc nơi nọ nơi kia, là người ta bảo rằng ở bên Israel có một vị mục sư, ông đấy có thể chữa được. Thôi bây giờ đi sang bên đó đi. Thế là ông ở đất nước của ông sang về đất nước Israel. Thế ra gặp thì người ta mở Elise đến nói với cái người mà đi theo ông vua đấy, bảo ông xuống sông Jordan tắm 7 lần. Thế là ông xử khổ đấy. Ông bảo chứ lên đất nước của chúng ta thiếu gì cái dòng sông đẹp và thơ mộng hơn như thế này, thế tại sao ta tắm ở bên đây mà sang đây lại chứ lên tắm? Ta tưởng ông ta phải đến đây để chuốc lành cho ta, cầu nguyện cho ta, đón ta làm thế này làm thế kia. Thế là cái cách đòi mình được tôn trọng, mình được vua mà nó quen cái thói rồi, giống như chúng ta thôi. Khi mà có quyền
bên đó anh có thể gần anh thì điều đấy thôi, cứ tưởng như vậy là ngon, nhưng mà đâu có biết rằng cái giới hạn vật chất của con người này nó rất là giới hạn, nó nhiều khi nó còn hạn ở đây phẩm giá của chúng ta không hứa. Thế thì ông ta đi ra ngoài về, người đầy tớ mới bảo: cha ơi cha, con này không có yêu cầu cha cái gì mà thằng cao siêu khó nhọc gì đâu, chỉ bảo cha chúng ta tắm thì cứ nghe ông đi, người xuống tắm. Thế là ông xuống tắm, ông nghe người đầy tớ khuyên xuống tắm, tắm xong ông lên ông sạch, ông sạch được hết bệnh phong của buồn và ra như cha như cha. Cái lời của tiên tri Elise không phải là lời của con người, mà lời của Thiên Chúa có thể cứu được cái nhà vua này. Mà ông này trước bây giờ ông cứ nghĩ ông là tổng thống, ông là vua, ông có tiền, ông có quyền, ông có quân đội, ông có đủ mọi thứ có thể xoay sở cuộc đời của ông được. Nhưng mà ông nhận ra không phải vậy, chỉ có lời của Chúa mới là đem lại sự sống cho con người. Ông tin như ông Giô-suê mà trong bài đọc hôm nay cũng vậy. Khi mà dân Chúa đi chiếm được đất hứa rồi, vào trong biển đất hứa, chia ra từng chi tộc, mỗi một chi tộc một vùng, sau đó là tạm thời có chỗ ăn chỗ ở trong cái đấy đấy. Ông triệu tập tất cả dân của Chúa trước mặt ông và ông nói trong bài đọc một, ông triệu tập lại ông bảo rằng: bây giờ một trong hai đường, phần gia đình nhà tôi chỉ đi và theo lời của Chúa thôi, còn nếu như anh em mà không theo thì anh em cứ bị đuổi đi. Và toàn dân phải ra tu mô: tôi sẽ theo ông, tôi sẽ đi vào lời của Chúa và chúng tôi chỉ theo lời của Chúa thôi. Bởi vì lời đấy là lời sáng tạo. Các em cứ đi nó thoải, đố chả biết khi tôi sáng tạo bằng gì đấy, sáng tạo bằng gì. Những con gái của anh chị em mà hỏi anh chị em như vậy thì anh chị em sẽ trả lời làm sao? Mình giờ mình kiếm cái mắt kiếm ở đây, mình hỏi: ủa cái này nó làm bằng gì vậy? Có người bảo nó làm bằng nhựa, bằng sắt, bằng lê can, bằng lò, bằng gì? Thì Thiên Chúa sáng tạo cái vũ trụ này bằng gì ạ? Bằng lời của Ngài. Nó chỉ cần nói hãy có, tức thì liền có. Bất cứ cái gì Ngài chỉ nói hãy có, nó liền có, làm bằng lời của Ngài. Mà sau này Thánh Gioan bảo: không, nếu như mà không có ngôn lời ấy, không có người thì không có vật chi được tạo thành. Nếu như là người tin giáo của chúng ta tin tưởng vào lời của Thiên Chúa thì chúng ta hãy lấy lời của Thiên Chúa để hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, đừng bắt chước những ngôn lệ mà bài quy mừng của chúng ta vừa nghe. Nếu anh chị em để ý thì trong số 4 Chúa Nhật tuần vừa qua nó bị gián đoạn là Chúa Nhật tuần vừa qua trùng vào lễ Thiên Thánh Linh Trời, cho nên là không có đọc, còn bình thường là đọc chương 6 trong khi mừng của Thánh Gioan nói về phép lạ đó bánh trai nhiều. Sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ đó bánh trai nhiều cho 5.000 người ăn no, không kể đàn bà và trẻ con, thế là người ta đi theo Chúa Giêsu. Một tôn Chúa Giêsu lên làm vua, Chúa Giêsu biết được ý của họ, Ngài chống lên cầu nguyện của mình, họ nhỏ nhìn. Thế khi nhìn Chúa Giêsu thấy Chúa Giêsu rồi Ngài nói: các ngươi nhìn ta không phải nhìn với dấu lạ ta đã làm, nhưng mà nhìn được ăn ngon lên. Và Ngài giết lên một bài và cuối cùng Ngài bảo: chính ta mình mang thật là cụ ăn và mong ta thật là cụ. Nghe cái lời đấy cho ta. Và các con này của ta sẽ bằng đầy răng lấy thịt và máu cho người ăn đấy. Nghe không? Không có lọt này thế nào? Họ không nhìn nữa. Và các con này là ai? Là những người đã từng đi theo Chúa Giêsu, những người đã từng sống với Chúa Giêsu. Khi họ nghe như vậy, họ bảo: thôi, bỏ đi, không đi theo Chúa Giêsu. Cũng may quá, còn nhóm tông đồ 12. Chúa Giêsu quay lại hỏi các tông đồ: thế phần các con không bỏ đi. Thế ông đã thay mặt cho anh em: phần của chúng con khi bỏ thầy, chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Thầy mới có lời ban sự sống đời đời. Là những người tin vào Chúa Giêsu, chúng ta phải hy sinh như Thánh Phêrô đã hy sinh, trung thành với đức tin, yêu mến hội thánh của Chúa, yêu mến Chúa cho đến cùng,
giống như các thánh được đạo vậy, sẵn sàng hiến dâng mạng sống của mình vì danh Chúa, vì hội thánh, vì đức tin, và nhờ cái lời của Chúa làm cho các ngài mạnh mẽ và can trường, các ngài trở thành những vị thánh, có nghĩa là những người được sống đời đời với Thiên Chúa. Còn nếu như chúng ta chỉ vì vật chất mà chúng ta phản bội lại đức tin của mình, phản bội lại Chúa, phản bội lại giáo hội, thì chúng ta hư mất. Bởi vì giống như là cái ông vua Ama của Syria, ông ta có người hành như vậy, nhưng ông ta bó tay, sống bó tay với chính mệnh đặc của mình, thì cũng giống như nhân loại của chúng ta vậy thôi. Chúng ta đừng nghĩ rằng khi có một tiền tài vật chất là chúng ta có thể có được mọi thứ. Dạ không, một cơn bệnh hiểm nào là chúng ta dẹp hết tất cả. Thế còn Covid 19 nữa, nó chỉ có mắt mình đâu nhìn thấy không? Thế mà nặng thế giới đáng ghê mấy năm nay, rồi nó mạnh hành hết quốc gia đó đến quốc gia kia để làm cái tâm tan bóc. Mà chúng ta thấy khoa học kỹ thuật tiến triển như ngày nay mà chúng ta vẫn chưa có chế được, thì cái gì là cái mà nó làm cho chúng ta được sống đời đời và hạnh phúc thật? Dạ thưa, lời của Chúa. Chỉ có lời của Chúa mới làm cho chúng ta vĩnh viễn và hạnh phúc thật. Ước chi đức tin của chúng ta luôn xác định về điều ấy để cả cuộc sống này chúng ta chỉ tin theo Chúa, trung thành với Chúa, và chỉ trong Chúa chúng ta mới có được tất cả, chỉ trong Chúa Kitô chúng ta mới có được sự sống. Bỏ Thầy, chúng con biết đến Cha, chỉ có Thầy mới ban cho chúng con sự sống. Anh chị em đứng lên, chúng ta đi xuống đi. Holy people, vậy chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
nguyện cho các tấn phật trong cuộc thắng luôn gắn kế với Chúa Kitô là đầu và cùng nhiệm nhất với đấng kế vị thánh Phêrô để mầu nhiệm Đức Kitô và hội thánh luôn bền vững nên một. Chúng ta
anh chị em hãy cầu nguyện để đi lễ của tôi cũng làm cho anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Amen. Anh nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy ca ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện độ mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa, mỗi lần làm bánh cho ngày, chúng con
khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Kevin chúng con và hai đức cha phụ tá của người và cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôn tớ của Chúa là các linh hồn mà chúng con cầu nguyện cho trong thánh lễ này, là những người Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào nguồn ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trong lòng Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kính nhờ với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bây giờ chúng ta có xin tiền lần hai để giúp cho trường học và giáo xứ của chúng ta. Và xin đối với anh chị em là không có con đang cầm trên tay cái tờ bác sĩ Hoàng Lan trong những ân nhân của giáo xứ của chúng ta. Bác sĩ đang nhân viên trong thánh lễ này. Vào ngày 2 tháng 9 tới đây thì bác sĩ sẽ khai trương một cái phòng mạch có cái tên là phòng mạch tên là Thánh Giuse Teresa Medical Clinic. Bác sĩ sẽ có thể chữa được tất cả các bệnh liên quan đến cao, hai cao và thấp. Bác cái nào thấp bác nâng lên, cái nào cao bác hạ xuống. Ai mà tham gia trong các cuộc đường tăng á, thì bác có thể dẹp bỏ mấy cái đấy được, có thể làm được và nhiều những cái bệnh khác. Liên quan đến nội tạng, dạ dày, bao tử, viêm loét, rồi bệnh thận, nhiễm trùng tiểu đường, đàn ông, bệnh phụ nữ và cho những người già. Mục đích mà bác mở ra là hai vợ chồng bác là bác sĩ Michael và bác sĩ Hoàng Lan. Thì trước đây bác phục vụ ở các bệnh viện rồi và bác nói là hai bác nói rằng bây giờ sẽ những năm tháng còn mạnh khỏe và bác có thể sáng suốt để phục vụ được, thì muốn phục vụ cho cách đặc biệt những anh em công giáo. Cho nên lấy cái tên mà Thánh Giuse trong năm nay và Thánh Teresa đồng Giêsu đã được Đức Mẹ hiện ra để chữa lành vào cái tuổi thì từ còn thơ ấu, và lấy tên và bảo trợ của hai đấng này cho cái phòng mạch này, để có thể những ai mà mắc các bệnh nội khoa cho người già và y khoa để gia đình thì chúng ta có thể đến. Tí nữa chúng ta ra chúng ta có thể đến gặp bác sĩ ở ngoài lấy cái tờ này và có kèm trong cái tờ hệ thống của giáo sư để chúng ta có thể đến và hy vọng là chú thương qua bàn tay của các bác sĩ chúng ta có thể bước được các bệnh tật. Xin cảm ơn anh chị em và con một lần nữa con xin cảm ơn Đức ông, cảm ơn quý thầy, quý sơ, toàn thể cộng đoàn giáo xứ này. Con trong kỳ hè này con đã về đây cả 4 tháng trời, con ở đây với giáo xứ, con được Đức ông và tất cả quý cộng đoàn đón nhận. Ngày thứ tư tuần này 25 con tiếp tục quay trở lại trường để con học. Trong kỳ hè vừa rồi thì con về đây con cũng không có thể đi đâu được, bởi vì con đã dành hết cái thời gian hè con phải đi học tiếp thêm các môn khác nữa để cho nó lớn ích sau này, nó mục vụ của nó lớn ích cho các linh mục sau này. Con sẽ phục vụ thật sự trong đời sống linh mục của con. Khi mở mắt ra con thức dậy và trước khi đi ngủ thì sáng buổi ăn năn con luôn cầu nguyện với Chúa rằng xin hãy thương giáo hội của Chúa, xin hãy thương dân của Chúa và để huấn luyện con người. Các anh chị em có thể đến nhà thờ được thì mỗi một ngày nó các anh chị em cảm thấy hát cảm hay hơn, thấy đông người tham dự hơn. Cho nên anh chị em tiếp tục là chúng ta đoàn kết lại với nhau để thờ phượng kính mến Chúa và làm cho hội thánh của Chúa được phát triển. Xin cảm ơn tất cả mọi người, xin nghe lời cầu nguyện cho bạn. Chúa ở cùng anh chị em.